Rồi em xin chào kinh bông sen thơ, anh chào tới cô chú anh chị. Nay em lên clip mai giảo ghiên, giảo hột, giảo thủ đức. Mai chơi thành phẩm, chơi Tết để giao lưu tới cô chú anh chị. Chương trình phí ship em làm miễn phí ship toàn quốc. Ship luôn chậu tới cô chú anh chị mình luôn, ship tới đâu sống tới đó luôn. Số điện của em là 0335767848. Em tên Hoa ở Châu Thành, Hậu Giang. Rồi bước đầu tiên vô em đi cây tiếp theo là cây số 21. Để giao lưu tới cô chú anh chị, bán giá ưu đãi cho cô chú anh chị mình là mua về kinh doanh bán lại luôn, một cây cũng ship luôn. Mà ai mua số lượng nhiều thì có giá ưu đãi. Bán về cho cô chú anh chị mình kinh doanh bán lại luôn. Mua chú anh chị mình thấy cứ mua thử đi, hai cây là về bán cây là còn một cây lời, là lại Tết mà có cây mai mà không tốn ngàn nào luôn. Rồi hoành 23 yếu tính 22. Đó, nụ nút vô nụ chùm không cô chú anh chị. Chiều cao là 1m7. Tán ngang là 136. Đó, cây mã số 21 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Đó, miễn có ship toàn quốc luôn, bao ship bao sống của chú anh chị mình luôn. Ship luôn chậu tới nhà của chú anh chị mình luôn, nó đi tới đâu sống tới đó luôn. Bao héo luôn. Đó, tới cây mã số 22, nó cây hàng cực chuẩn nha cô chú anh chị. Hàng này là em lựa mặt bông là từ trong vườn, với lựa cành chi là từ vườn, từ trong đám ra nha cô chú anh chị. Là hầu em lựa thì mặt bông nó đạt 100% á cô chú anh chị. Nhưng mà nó có đốc lai thì cũng còn 80-90%. Là cái hàng từ 7 cánh trở lên 12 cánh là số lượng là rất là nhiều cô chú anh chị. Đó, cành chi của chú anh chị cực phẩm luôn. Bán giá ưu đãi cho cô chú anh chị mình về kinh doanh bán lại luôn, bán được lời là mua thêm nữa. Cô chú anh chị mình cứ mạnh tay mua hai cây đi, về bán cây hoặc là bán hai cây hết rồi mua thêm, bán tới Tết là lời số lượng rất là nhiều luôn. Là có mai chân mà không tốn tiền luôn. Ôi trời trời. Quên đo mà quên nói chuyện luôn. Đam mê quá quên luôn. Rồi hoành 23 yếu tính 22. Chiều cao là 1m8. Tán ngang là 1m5. Đó, cây mã số 22 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 1.600.000. Đó, bao sống bao ship, bao toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 23. Xuống rồi. Đó, tới cây mã số 23. Cực kỳ luôn. Phải để nó nghiêng chứ không có cây không có nghiêng. Đó, cành chi quá đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Hoành thân là 20 yếu tính 19. Chiều cao là 1m7. Nó nụ nút vô chùm không. Tán ngang là 1m5. Đó, cây mã số 23 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Đó, miễn phí ship toàn quốc luôn. Đây. Rồi tới cây lụng lực. Đó, lụng lực thấy cưng ơi là cưng. Anh hai ơi, thấy chân ơi là chân. Cành chi là ok của anh chị. Đó nè, dọn bớt cho thấy cành nè. Đó, đều gan luôn, một cốt vuốt không nghe của chú anh chị, không không em Nguyên Vườn không có bán cây nào hai cốt hết, không có chấp luôn. Đó. Tàn quắc rồi, cực kỳ chuẩn luôn. Hoành thân ngay đây là 18. Đó, chiều cao là 107. Tán ngang là 138. Đó, cây mã số 24 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000. Miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi. Tới cây mã số 25. Đó. Cây này cao nha. Bự nha. Bông nhiều, đẹp, cành chi đẹp, bông đẹp, giá cả thì rất là thấp luôn, giá cả rất là ưu đãi luôn. Rồi thông số luôn. Rồi hoành thân là 20, chiều cao là 1m7, tán ngang là 1m6. Đó,
cây mã số 25 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 26, đó cành chi quay rất chuẩn nha cô chú anh chị, nụ vô cứng khừ luôn đó. Quá cành chi đã luôn, không thèm móc luôn, đo trên đây luôn. Hoành đây 21, chiều cao là 1,5 m, có bông gió vậy đó anh. Nó vàng đậm luôn, vàng nghệ luôn, vàng 24 luôn. Tán ngang là 130. Đó, cây mã số 26 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 27 luôn. Đó, dáng cực kỳ đã luôn. Đó, dáng phát phát lên luôn. Đó, dáng phát phát lên luôn. Đó, đế phì phì luôn. Lồi chưa lồi hết luôn. Hoành thân là 20, chiều cao là 1,7 m, nụ chùm không, tán ngang là 1,5 m. Đó, cây mã số 27 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 28, đó, vẫn là một cây mai giả Thủ Đức ghim từ hộp luôn nha cô chú anh chị. Cành chi quá trời, nụ nút vô cứng ngắt luôn. Rồi thông số luôn. Hoành thân là 20, yếu một tí tính 19. Chiều cao là 1,8 m, tán ngang 1,5 m. Cây mã số 28 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000, miễn phí ship toàn quốc luôn, ship luôn chậu luôn, đi tới đâu sống tới đó luôn. Đó, bán giá hữu nghị cho cô chú chị anh chị mình về kinh doanh luôn, mua hai cây bán cây, còn cây lời tết không tốn ngàn luôn, có cái mai chân luôn. Đó, cây mã số 29. Rồi thấp số luôn. Hoành thân là 21, yếu tính 20. Đó, chiều cao là 1,8 m, tán ngang là 1,6 m. Cây mã số 29 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000. Đó, miễn của ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 30. Đó, cành chi quá đẹp luôn, để cỏ luôn, để nổi nha. Hoành thân là 19, chiều cao là 1,7 m, tán ngang là 135. Cây mã số 30 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 31. Đó, lại nền nghiêng cái cây chỉnh bên của chú anh chị. Đó, à, cây thân chậu của chú anh chị mà cứ ngắt nha. Nè, dở lên của chú anh chị coi nè. Đó, đi tới đâu sống tới đó, ship luôn chậu luôn, không gớt miếng nào luôn nè, ghẻ lên tới ngọt tới miệng chậu luôn. Rồi hoành thân là 19, chiều cao là 145, tán ngang là 1,5 m. Nó cây mã số 31 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 1.200.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 32. Bán gia hữu nghị cho cô chú anh chị mình mua về đi bán lại luôn.
tàn cực kỳ luôn. Tàn tẹt 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 không. Đó. Để đều, để nổi luôn. Rồi thông số luôn. Hoàng thân ở đây là 21 vừa chí mí. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 129. Đó, cây mã số 32 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 33. Đó. Quá đẹp luôn. Nụ vô chùm chùm không. Để nở luôn. Đó, phì phì chưa. Thông số luôn. Đó, trên cái nở đi. Bình thân là 22 vừa chí mí, 22. Rồi chiều cao 1m6. Tán ngang là 1m5. Đó, cây mã số 33 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. À, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 4, đó, mini. Mini mà tàn tẹt không. Đó. 34, tàn tẹt 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 tẹt. Đó. Nhân siêu siêu. Để này móc ra cũng đẹp lắm, hôi khỏi móc vậy đó. Hoành thân là 17 vừa chỉ mí. Chiều cao là 1m6, tán ngang là 119. À, cây mã số 34 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi. Tới cây mã số 35. Đó. Đầy tới ngọn luôn. À, có đế luôn, nở nở luôn, hay hơi luôn, không móc mà nở nở luôn. Rồi, thông số luôn. Hoành thân ngay đây là 21. Chiều cao là 1m8. Tán ngang là 120. Cây mã số 35 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 36. Đó. Vẫn là một cây mai giảo ghim, giảo tự hột lên luôn nha cô chú anh chị. Dàn bông rất là chuẩn luôn nha cô chú anh chị. Dàn bông hồi Tết là em lựa mặt bông là 100% em mới rút ra mua. Bây giờ có đốc like thì số ít. Hoành thân là 21. Chiều cao 1m7. Đá ngang 1m5. Đó, cây mã số 36 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 37. Đó. Càng gắt đẹp luôn. Nụ vô ha, có trùm trùm. Số 37. Rồi, thông số luôn. Hoành thân ngay đây là 19. Chiều cao 1m7. Trời, cái này nụ trùm ghê trời. Rồi, tán ngang là 130. Cây mã số 37 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000. Đó, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 38. Đó. Cành chi gắt bên luôn. Ai mua nguyên clip có giá ưu đãi nha cô chú anh chị. Giá cả thương lượng của anh chị. Hoành 20 yếu một tí tính 19. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 137. Đó, cây mã số 38 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000. Miễn có ship toàn quốc luôn. Nụ nút là ok của chú trời, vô cứ ngắt luôn. Vô bự luôn á. Rồi, tới cây mã số 39.
đó. Hàng này mua về bán dễ bán lắm nghe cô chú anh chị, trời tại nền nghe cô chú anh chị. Dính cục đất nè. Rồi tới cây mã số 39 đó. Khỏi móc đê luôn. Nhưng cái cây thì đứng sững nè đó. Có mấy chi đẹp quá. Rồi hoành thân là 18, vừa chí mí. Nụ nút vô quá trời luôn. Chiều cao là 1m7. Tán ngang đây là 1m5. Cây mã số 39 em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 1.400.000. Miễn có ship toàn quắc luôn đó. Quá đẹp luôn. Rồi tới cây mã số 40 luôn. Rồi thăm số luôn. Hoành thân là 18, vừa chí mí. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 140. Cây mã số 40 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 1.200.000. Đó, 1.200.000 cây mai như đạn luôn. Rồi cây này, cây 40 cũng là cây cuối clip. Em xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại lần sau. Ủng hộ tiếp.